Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 326 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm giác của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, ánh mắt của Mục Tiên Thiên cực kỳ hung ác, nhìn chằm chằm vào Trung Nhạc. Trung Nhạc mỉm cười, không nói lời nào. Một lúc sau, Mục Tiên Thiên bình ổn lại nửa giận, sắc mặt bình thản nói: "Tiên sinh còn nhớ ước hẹn giữa hai chúng ta hay không?" "Tự nhiên nhớ rõ rồi." Sắc mặt Trung Nhạc cũng bình thản trả lời: "Ta sẽ phong ấn thần huyết phục hưu của bản thân, đánh một trận công bằng với bệ hạ." "Thảo Quang tiên sinh, chúng ta đi thôi." Nghe đến đây, Mục Tiên Thiên phất đống tay áo, từ trên thiên dực cổ thuyền bay thẳng lên không trung, xoay người rời khỏi. Thảo Quang tiên sinh vội vàng đuổi theo nàng, quay đầu lại liếc nhìn Trung Nhạc một cái. Thấy Trung Nhạc đang đứng trên cổ thuyền, hắn thấp giọng nói: "Bệ hạ, đây là cơ hội hiếm có." "Đây không phải là cơ hội, mà là đại hung hiểm." Mục Tiên Thiên toàn lực bão táp lao đi, trầm giọng nói: "Ta hiểu rõ hắn quá sâu, ta đang đợi ngươi chạy tới, mà hắn cũng đang đợi tới mấy tôn thần vương kia chạy tới. Hiện tại bốn phía xung quanh thiên vực cổ thuyền chỉ sợ sớm đã ẩn tàng vô số đại đế thượng cổ và thần vương rồi. Sợ rằng ngay cả cản đô thần vương cũng đang ẩn nấp ở phụ cận. Vừa rồi ta nhắc lại ước định giữa ta và hắn, chính là khiến cho hắn không thể hạ lệnh để cho đám đại đế và thần vương kia xuất thủ giết ta. Nhưng chỉ cần ngươi động thủ, cả hai chúng ta đều sẽ nằm lại ở nơi này." Thao Quang tiên sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng tôn thần vương và đại đế thượng cổ xuất hiện trên thiên vực cổ thuyền. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Mục Tiên Thiên, hắn không khỏi tán thưởng: "Tiên thiên bệ hạ, quả nhiên anh vũ thần võ mà." Trong lòng Mục Tiên Thiên thầm than một tiếng, lại nghĩ tới chủ ý của Trung Nhạc vừa ra cho nàng, thoáng có chút vướng mắc. "Muốn ta thoái vị, ẩn cư chờ đợi thời cơ hay sao? Ta đã ngồi lên vị trí này, vậy sẽ không thể lui xuống được nữa rồi. Ta luyến tiếc cái đế vị này, cái quyền thế này, hơn nữa..." Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, trong lòng yên lặng nói: "Sư tôn ở phía trên vẫn luôn khiến cho ta có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như ta lui xuống khỏi đế vị, chẳng biết hắn lúc nào sẽ ăn tươi ta. Ta chỉ có ngồi trên đế vị, chỉ có bên cạnh tụ tập một đám đại đế thượng cổ mới có thể an tâm được." Mà lúc này trên thiên vực cổ thuyền, Thiên Cơ thần vương hiếu kỳ hỏi: "Này Phục Khí, sao ngươi không hạ lệnh diệt trừ Mục Tiên Thiên vậy?" "Ta và nàng dù sao cũng có ước định, không muốn làm trái với lời thề." Trung Nhạc quay đầu liếc nhìn một cái. Lúc này Mục Tiên Thiên sớm đã đi xa, hắn nhàn nhạt nói: "Hơn nữa, ta còn cần giữ nàng lại để đảo loạn thế cục vũ trụ cổ lão. Giữ nàng lại càng hữu dụng hơn so với giết chết nàng." Đám người đều một trận không hiểu, chỉ có Cản Đô thần vương là biết rõ ảo diệu ở bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ: "Mục Tiên Thiên tự biết không thể đánh hạ tổ đình, không dám động tới ta, chỉ sẽ đi tấn công Tiên Thiên Thần Đế hoặc Tiên Thiên Ma Đế, khiến cho hai tôn thần vương tranh đấu với nhau. Thần ma nhị đế ân oán lẫn nhau đã lâu, nàng đã chọn liên hợp một người trong đấy chống lại kẻ còn lại. Thần ma nhị đế sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng, bởi vì bất luận là thần đạo hay là ma đạo đại thính cũng đều sẽ khiến cho một trong số bọn họ trở thành đạo thần. Đây là cơ hội duy nhất để thần ma nhị đế trở thành đạo thần." Liên minh bạc nhược giữa thần ma nhị đế tất nhiên sẽ bởi vì yêu cầu của Mục Tiên Thiên mà sụp đổ tan tành. Loạn cục của vũ trụ cổ lão cũng sẽ vì vậy mà mở ra. Đây chính là cơ hội thủ thắng Trung Nhạc bên trong loạn cục. Cơ hội hiếm có, thời gian hiếm thấy, cách thời điểm Tiên Thiên Tà Đế phục sinh chỉ còn lại mấy chục năm. Mục Tiên Thiên nhất định phải trong đoạn thời gian này trưởng khống thần ma nhị đế, từ đó gián tiếp trưởng khống vũ trụ cổ lão. "Mục Tiên Thiên cho tới bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Trước đây không phải, hiện tại không phải, tương lai cũng không phải. Mục tiêu của ta từ vừa mới bắt đầu đã không phải là nàng, mà là sư tôn của nàng, Hắc Đế kìa." Trung Nhạc tự xét kỹ nội tâm của chính mình, phát hiện ngoại trừ những nguyên nhân này ra,
trong lòng mình vẫn còn có một ý niệm khác nữa. Ý niệm này trong lúc bất chi bất giác đã ảnh hưởng tới quyết đoán của hắn, khiến cho hắn không có lựa chọn ngay lúc này mà đánh chết Mục Tiên Thiên. Ta vẫn là đã xem nàng thành bằng hữu, thành đạo hữu của chính mình. Trong lòng Trung Nhạc cảm khái, cô không dập tắt đi ý niệm này đi. Đạo hữu khó tìm, đạo hữu của hắn vốn dĩ đã rất ít ỏi. Ngoại trừ Phong Hữu Trung, Huyền Cơ, Hoa Thiên Mân và Âm Phiền Huyên ra, đại khái cũng chỉ còn lại có Mục Tiên Thiên mà thôi. Trong Thiên Đình Tử Vi, chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên xuất lĩnh đại quân một đường môn tập chạy trở về Thiên Đình. Chỉ thấy Thiên Đình sớm đã trống rỗng, chỉ có chỗ Nam Thiên Môn là còn mấy gã môn thần giữ cửa, không khỏi nhất thời ngẩn ngơ. Đợi hắn xông vào nội bộ Thiên Đình, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy Thiên Đình vốn dĩ vàng son lộng lẫy, mênh mông hạo hãn, hiện tại đã biến thành một mảnh đất trống, bị cướp sạch không còn một mảnh. Cho dù là Lăng Tiêu Bảo Điện, cho dù là Ngọc Trì Giao Đài, cho dù là Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Tây Thiên Môn hay Đông Thiên Môn đều bị dọn đi sạch sẽ, chỉ còn lại có phần nền trụi nổi. Thậm chí ngay cả thanh Trảm Thần Thắt Đao trên Trảm Thần Đài kia cũng đều đã bị khiêng đi mất. Duy nhất không có bị vác đi cũng chỉ có đám Tạo Vật Chủ và Đế Quân của Ngũ Phụ, Lục Công và Lục Viện kia. Đám Tạo Vật Chủ và Đế Quân này bị trói gô lại, cột vào từng cây cột trụ chống trơn. Những sợi kim thừng còn xuyên thấu qua nguyên thần, khóa lại một thân thần thông và biến hóa của bọn họ. Ức vạn thần ma đi lại trong tòa Thiên Đình trống rỗng này, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Vì xây dựng tòa Thiên Đình này đã hao phí tài phú tích lũy vô tận của các chủng tộc trong Tử Vi, đã hao tốn thời gian hơn 100 năm mới đại khái xây thành, về sau lại trải qua 200-300 năm không ngừng tu chỉnh mới có quy mô như hiện tại. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã bị dọn đi sạch sẽ. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên nghiến chặt hàm răng, không để cho ngụm máu tươi đã xông lên tới cổ họng phun ra khỏi miệng. Gian tặc, gian tặc! Trung Nhạc dọn sạch sẽ toàn bộ Thiên Đình, hiển nhiên là dự định xây dựng một tòa Thiên Đình khác. Nếu tên gian tặc này xây dựng một tòa Thiên Đình khác bên trong tổ đình, vậy Mục Tiên Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không thể làm gì được. Càng quan trọng hơn chính là Thiên Đình là biểu tượng của Thiên Đế, là thánh điện tôn quý nhất, xa hoa nhất trên thế gian, là địa phương Thiên Đế cư ngụ. Nếu như Trung Nhạc xây dựng một tòa Thiên Đình khác tại tổ đình, liền sẽ khiến cho các tộc thiên hạ đều chế nhạo Mục Tiên Thiên vô năng. Nếu Mục Tiên Thiên lại hạ lệnh cưỡng chế các tộc thiên hạ tiến cống vật quý một lần nữa trùng kiến Thiên Đình, vậy loại vô năng này sẽ càng thêm thâm nhập vào nhân tâm. Kể từ đấy, căn cơ thống trị thiên hạ của Mục Tiên Thiên sẽ trở nên bất ổn, các tộc thiên hạ bị nàng cướp đoạt tài phú, sinh cảnh trở nên khó khăn, sẽ liền tạo phản, sẽ mất đi lòng kính sợ đối với đế triều. Cử động cướp sạch Thiên Đình của Trung Nhạc có thể nói là cực kỳ âm hiểm, đã gác Mục Tiên Thiên lên trên lửa nướng. Không có Tử Quân, ta thật sự đấu không lại với hắn hay sao? Mục Tiên Thiên không khỏi có một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Một lúc sau, hắn gọi Mục Tu Ca tới nói: người trở về vận chuyển tài phú của Tiên Thiên Cung tới đây, trùng kiến lại Thiên Đình, không được sai sót nửa điểm. Mục Tu Ca chấp tay nhận lệnh, lập tức xuất lĩnh một chi đại quân chuẩn bị chạy tới Tiên Thiên Cung. Hắn cũng bị Trung Nhạc bắt làm tù binh, bất quá lại nhận được lễ đãi, cũng không làm nhục hắn chút nào. Bên trong Tiên Thiên Cung còn có tài phú mà Mục Tiên Thiên đã tích lũy suốt 10 vạn năm nay, là xào huyệt mà Mục Tiên Thiên đã khổ cực kinh doanh. Năm xưa Tử Quang Quân Vương đã vì nàng mà lưu lại tiền vốn để Đông Sơn tái khởi tại Tiên Thiên Cung. Tử Quân chưa tính thắng đã tính bại trước, lúc đấy hắn muốn ta lưu lại một khoản tài phú tại Tiên Thiên Cung, ta còn nói hắn có chút quá cẩn thận. Hiện tại xem ra Tử Quân quả thật là có dự kiến trước rồi. Mục Tiên Thiên vừa mới suy nghĩ tới đây, sắc mặt đột nhiên tái xanh, đồ đằng thiên trụ của hắn chợt chấn động. Đám đệ tử lưu thủ Tiên Thiên Cung thông báo cho hắn, nói rằng Phục Hy Thị Trung Nhạc đã xuất lĩnh đại quân công chiếm Tiên Thiên Cung, lúc này hiện đang cướp đoạt Tiên Thiên Cung. Cầm thú mà! Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên tức giận không kiềm nổi, lạnh lùng nói: dốc tận đại quân săn bằng đám dương nghiệt này cho ta, không chừa một tên. Thời điểm hắn xuất lĩnh đại quân đuổi giết tới, Cổ Nhạc sớm đã xuất lĩnh đại quân loạn đảng rời khỏi, chỉ để lại Tiên Thiên Cung đã bị tẩy thành đất trống. Vô số đệ tử, đệ nữ đều bị bắt làm tù binh, trói chặt trên từng cây cột trụ của Tiên Thiên Cung. Ngay cả khải giáp hơi tốt một chút cũng đều bị lột xuống, thần y cũng bị mạnh mẽ cởi xuống, chỉ lưu lại một mảnh áo lót miễn cưỡng che thân. Sắc mặt của Mục Tiên Thiên tái nhợt, lưu lại 1.000 gã thần nhân cứu giúp đám đệ tử đệ nữ này, còn đại quân còn lại tiếp tục đuổi theo truy sát. Một lần đuổi này kéo dài suốt mấy năm trời,
Cổ Nhạc xuất lãnh đại quân xuất quỷ nhập thần, căn bản không cho hắn cơ hội chính diện mà giao chiến. Tên cẩm thú này lôi kéo ta chạy loạn bốn phía, thật ra là muốn kéo dài thời gian. Mục Tiên Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không có chỗ ở cố định, tiến hành chiến thuật du kích, đi tới chỗ nào đánh cướp chỗ đấy. Đại quân càng lúc càng lớn, tiếp tục kéo dài thêm nữa, lại qua mấy chục năm, mấy trăm năm, đại quân của hắn sẽ nhiều hơn ta rồi. Thay vì bị hắn nắm mũi mà dắt đi, không bằng ta đi chém chết Tư Mệnh, buộc hắn không thể không đánh một trận với ta. Hắn từ bỏ truy sát Cổ Nhạc, ngược lại đi đối phó với Tư Mệnh. Chiến thuật của Tư Mệnh lại không giống với Cổ Nhạc. Nàng đi chính là chiến thuật phòng thủ nghiêm ngặt, công thành đoạt đất. Mỗi khi công chiếm được một địa phương, sẽ liền xây dựng thành trì, đề cử thần quan tiến hành quản hạt, không ngừng tầm ăn dỗi, tiếp cận đế tinh. Bởi vậy, Tư Mệnh không có khả năng vừa đánh vừa chạy. So với Cổ Nhạc, đánh qua liền chạy, ché lại dễ đối phó hơn nhiều. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên nghẹn một ngụm ác khí. Vừa mới va chạm với đại quân của Tư Mệnh, tràng cảnh chiến đấu đã sôi động tới cực điểm. Ức vạn thần ma đoàn đoàn chém chết. Đám chư đế thượng cổ bọn Vũ Điệp đế nhao nhao tham chiến. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên cũng đích thân xuất trận, giết tới trời long đất lở. Lục đạo thiên luân của Tư Mệnh bị đại trận thất đạo luân hồi ngăn cản, không thể ám sát đám đại đế thượng cổ kia được. Bất quá, trong trận doanh lại dựng lên một kiện trọng khí khác, chính là thần khí tạo hóa. Có vô số thần ma thủ hộ, Tư Mệnh đích thân thôi động kiện trọng khí này, nghịch chuyển tạo hóa, không ngừng hút đám thần ma bởi vì chiến đấu bị thương kia vào trong thần khí tạo hóa, giúp cho bọn họ trọng tố nhục thân. Từng gã thần ma vốn dĩ trọng thương sắp chết, chỉ khoảng nửa khắc đã long tinh hổ mãnh, cuồn cuộn không ngừng gia nhập vào trong chiến trường, liều mạng đánh tiêu hao chiến với Mục Tiên Thiên. Song phương hỗn chiến kịch liệt, thi thể đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh tinh vực. Không trung Tử Vi trải qua từng chàng tranh đoạt huyết tinh, giết tới cực kỳ thảm liệt. Bệ hạ, nghịch tặc Trung Sơn Thị lại đã không chiếm thiên đình rồi. Có thần tướng báo lên tin tức, lúc này Mục Tiên Thiên đang tranh đoạt Tử Vi Vân Dương với Tư Mệnh, giằng co không dứt. Nghe hắn nói vậy, không khỏi giận dữ, cười lạnh một tiếng nói. Gia hỏa này là muốn hấp dẫn lực chú ý của ta, khiến cho ta lo lắng thiên đình mà bỏ qua Tư Mệnh, không thể để cho hắn như ý được. Trải qua hai ngày, lại có thần tướng báo lên tin tức nói, nghịch tặc Trung Sơn Thị lại cho các quan viên của Ngũ Phụ, Lục Công, Lục Viện lên trên cột, đẩy ra khỏi Nam Thiên Môn. Nhìn bộ dáng là chuẩn bị đưa đi đế tinh dạo phố thị chúng thì phải. Mục Tiên Thiên bị chọc tức tới mức hai tay run rẩy, phẫn nộ quát lên, đám người đan viên công, phụ vũ công cũng quá vô năng rồi, vậy mà lại một lần nữa bị hắn bắt giữ hay sao? Trung Nhạc đẩy đám vương công đại thần này đi đế tinh dạo phố thị chúng, hiển nhiên là muốn ở trước mặt các đế tộc và vương tộc hung hăng chém nát uy vọng của Mục Tiên Thiên, chém cho uy năng của thiên đế như hắn một mảnh cũng không còn, khiến cho hắn mất đi nhân tâm. Hai lần công chiếm thiên đình, cướp sạch Tiên Thiên Cung cũng đã đánh cho uy vọng của Mục Tiên Thiên rất xuống tới cực điểm. Hiện tại lại mang theo vương công đại thần của đế triều đi dạo phố thị chúng, vậy sẽ khiến cho danh tiếng của Mục Tiên Thiên trực tiếp bị mất sạch. Vũ Diệp Đế, Tân Linh Đế, Ương Tôn, Khúc Dương, Phượng Vũ, các ngươi trở về thiên đình. Mục Tiên Thiên lớn tiếng hạ lệnh nói, các vị đạo huynh không cần chém giết với hắn, chỉ cần cứu đi đám vương công đại thần bị bắt giữ kia là được. Nếu không thể cứu được, vậy thì... Hắn nói tới đây liền không nói tiếp nữa, thế nhưng chư đế cũng đều hiểu ý, liền mỉm cười nói, bệ hạ cứ việc yên tâm, tuy nghịch tặc quốc vạn đại quân, nhưng chúng ta xuất nhập trận địa địch, đoạt thủ cấp tướng địch chính là lấy đổ trong túi, dễ như trở bàn tay. Ưng Tôn Đế đại lĩnh bốn vị đại đế thượng cổ rời đi, lập tức chạy tới đế tinh. Hắn nói, bốn vị đạo huynh, trung ương thị ta có căn cơ tại đế tinh, chúng ta sẽ dốc tận đại quân, có thể cầm cự với nghịch tặc loạn đảng trong chốc lát được. Chúng ta mau đi tới thiên hà trên đế tinh, hội hợp với đại quân trung ương thị ta nào. Được, vậy thì quá tốt rồi. Đám người Vũ Diệp Đế nhất thời yên lòng, mỉm cười nói, trung ương thần vương của trung ương thị vẫn còn tại thế, không biết Đường Tôn Đế có thể liên lạc với trung ương thần vương hay không. Nếu như mời được trung ương thần vương tới trợ trận, giết sạch nghịch tặc cũng không đáng nhắc tới đâu. Ưng Tuân Đế lắc đầu nói, trung ương thần vương trước giờ vẫn như thần long thế đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết tung tích của hắn ta. Năm vị đại đế một đường bay đi, trải qua thời gian hơn một tháng đã đi tới thiên hà trên đế tinh. Chỉ thấy dòng thiên hà từ trong thiên đình chảy ra,
rơi xuống trên khỏa đế tinh này, vô số tinh tú như cát từ trong dòng sông chảy loạn. Đại quân Trung Ương thị ta đang ở phụ cận. Ưng Tôn Đế vừa mới nói ra lời này, đột nhiên thiên hà chợt ầm ầm ba động, từng chiếc lô thuyền đại hạm vạch ra nước sông, từ dưới đáy sông dâng lên. Ức vạn đại quân thần ma đứng sừng sững trên lâu thuyền, bao vây chư đế lại. Sắc mặt chư đế đại biến, chỉ thấy một gã thanh niên phục khi trẻ tuổi đang ngứng ở đầu thuyền. Đám vương công đại thần, ngũ phủ, lục công, lục viện toàn thân bị trói chặt, đặt ở đầu thuyền. Bên cạnh chính là Trảm Thần Đài và Trảm Thần Tháp Đao. Mau, chém đầu tế đao! Gã thanh niên phục khi tuổi trẻ kia liền hạ lệnh. Đám vương công đại thần kia lập tức bị áp lên Trảm Thần Đài, nhao nhao ngã dạp xuống dưới Trảm Thần Tháp Đao. Đám vương công đại thần này đều là tạo vật chủ và đế quân, sau khi bị chém chết, huyết khí vô cùng dồi dào, tế cho thanh Trảm Thần Chắt Đao kia sáng ngời chói mắt, lệ khí càng lúc càng mạnh, vậy mà mơ hồ đã hiện ra đế uy. Đó không phải là Trảm Thần Chắt Đao của đương kim Thiên Đình, mà là thanh Trảm Đế Chắt Đao của Thiên Đình Địa Kỷ kia. Sắc mặt Vũ Diệp Đế kịch biến, thất thanh nói: Tại sao thanh chất đao này lại rơi vào trong tay của hắn ta vậy? Sắc mặt của Tân Linh Đế, Khúc Xưng Đế và Phượng Vũ Đế cũng khẽ biến. Trảm Đế Chất Đao của Thiên Đình Địa Kỷ là bảo vật của thời đại Phục Mân Đạo Tôn. Ở trên Trảm Thần Đài đã từng chém qua không ít tôn đế, hấp thu một thân năng lượng của chư đế, biến thành thần binh đại hung trong đế binh, dưỡng thành lệ khí vô cùng hung ác. Ngay cả chư đế thượng cổ nhìn thấy thanh chất đao này cũng phải kinh hồn bạt vía. Vừa rồi bọn họ cho rằng thanh chất đao này là thanh chất đao trong thiên đình của Mục Tiên Thiên, nhưng hiện tại đế uy của Trảm Đế Chất Đao bạo phát, xông thẳng lên thiên không. Oan hồn cùng với khí huyết của đám vương công đại thần kia cũng đã kích phát hung uy của thanh Trảm Đế Chất Đao này, khiến cho bọn họ lập tức nhận ra kiện thần binh đại hung này. Ưng Tôn đạo hữu, đại quân của Trung Ưng thị ở đâu rồi? Vũ Diệp Đế vội vàng nói: Còn không mau hạ lệnh để cho đại quân Trung Ưng thị giúp chúng ta đột phá vòng vây. Thanh Trảm Đế Chắt Đao này không phải trò đùa. Ưng Tôn đạo hữu, ngươi... Đúng lúc này, Ưng Tôn Đế đã ấn một trưởng lên hậu tâm của hắn. Thanh âm bành bành vang lên liên miên không dứt. Tân Linh Đế, Khúc Dương Đế và Phượng Vũ Đế cũng không kịp dự liệu, mỗi người đều trúng phải một trọng kích của hắn. Ưng Tôn Đế đắc thủ lập tức lắc mình lùi về phía sau. Từng tòa đại trận thất đạo luân hồi tự động tách ra, để cho Ưng Tôn Đế ẩn nấp vào trong đại trận không còn tung ảnh. Vũ Diệp Đế há miệng thổ huyết, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tế đao! Cổ Nhạc lại lớn tiếng truyền lệnh, từng tòa đại trận thất đạo luân hồi khởi động. Thanh Trảm Đế Chất Đao kia được Ức Vạn Thần Ma tế khởi, đế huyết mà Vũ Diệp Đế phun ra lại bị dẫn dắt tới, chảy vào trong thanh chất đao trên Trảm Thần Đài. Ra đầu Vũ Diệp Đế một trận tê dại, cảm giác được nguyên thần của chính mình đã bị thanh chất đao khủng bố kia phong tỏa, cao giọng quát lớn: Ưng Tôn tiểu nhi phản loạn, dụ dỗ chúng ta đến vào phục kích rồi, lập tức rời đi, liên thủ giết ra ngoài. Bốn vị đại đế thượng cổ lập tức xông thẳng về phía đại trận thất đạo luân hồi đang bao vây bốn phía bọn họ. Bảy đạo quang luân sau đầu bốn người chuyển động, bảy tòa bí cảnh đều mở ra, vận khởi toàn bộ chiến lực của chính mình, dốc hết khả năng nhằm lao ra khỏi vòng vây. Tu vi của bốn vị đại đế này vô cùng hùng hậu, trùng kích khiến cho trận pháp sao động không ngớt. Nhục thân và thần binh của từng gã thần tướng không ngừng nổ tung, biến thành từng đoàn huyết vụ, khó có thể chống lại. Bất quá, sát trận với khốn bọn họ có tổng cộng hơn 30 tòa, một tầng bao lấy một tầng, vô số sát trận khởi động, vây khốn bọn họ vào bên trong. Trong lúc nhất thời, một khắc khó có thể giết ra được. Đúng lúc này, thanh Trảm Đế Chất Đao kia đột nhiên lóe lên quang mang, chém thẳng xuống. Vũ Diệp Đế ra sức chống lại, chỉ thấy thanh chất đao kia hoàn toàn bỏ qua hết thảy thần thông, và đế binh của hắn soạt một tiếng đã chém cái đầu của hắn xuống. Vũ Diệp Đế nhất thời ngẩn ngơ, nhục thân và nguyên thần bị một đao chém đứt, lăn lông lốc xuống. Tinh khí và đại đạo trong nhục thân và nguyên thần của hắn bị thanh chất đao kia hấp thu sạch sẽ, uy năng của chất đao lại càng khủng bố hơn, càng đáng sợ hơn. Soạt soạt soạt, Khúc Dương Đế trở tay không kịp, nguyên thần và nhục thân bị thanh chất đao kia phong tỏa, đao quang lóe lên quấn quanh của hắn một vòng. Lại một vị đại đế thượng cổ nữa bỏ mạng. Phục khí không cần hạ thủ, ta nguyện ý quy hàng. Phượng Vũ Nữ Đế lớn tiếng nói: Ta nguyện quy hàng. Lại một đạo đao quang lóe lên, Phượng Vũ Nữ Đế nhất thời ngẩn ra, cái đầu rơi xuống đất, thi thể đổ dạp về phía sau.
Trên đầu thuyền, Cổ Nhạc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút thái hùng khiếp phía. Vừa rồi ta vốn dĩ muốn đình chỉ tế đao, sao thanh chất đao này vẫn muốn chém chết Phượng Vũ Đế vậy? Bởi vì thanh chất đao này đã thông linh rồi. Ưng Tôn Đế xuất hiện sau lưng của hắn, nhìn về phía thanh chạm đế chất đao, trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Nếu lại tiếp tục chém chết chư đế nữa, thanh chất đao này sẽ hóa hình, sẽ có linh hồn, biến thành một kiện tuyệt thế hung binh, hung khí trong trọng khí vô song. Thanh đao này rất bất tường. Cổ Nhạc khẽ gật đầu một cái nói, ta muốn dùng thanh đao bất tường này chém xuống thủ cấp của hết thảy cửu gia. Ưng Tôn Đế đứng sau lưng của hắn, thiên hà gió thổi lạnh lẽo, lay động tinh kỳ trên đầu thuyền tung bay phấp phới. Gió lại nổ lên rồi. Ưng Tôn Đế nhẹ giọng nói, chạm đế chất đao lại lóe lên một đạo quang mang, Tân Linh Đế cũng táng thân ở dưới chất đao. Cặp mày của Cổ Nhạc nhíu chặt, chỉ thấy thanh chất đao kia sau khi giết chết Tân Linh Đế, đao quang lượn lờ trên thân đao, vẫn còn muốn tiếp tục chém tiếp nữa. Ngăn cản nó lại. Cổ Nhạc quát lớn một tiếng, từ trong tam mục thiên đồng phóng vọt ra ba đạo lưu quang định trụ thanh chất đao kia. Thanh chất đao nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ nghĩ muốn chống lại sự giáng ngự của hắn. Một lúc sau, thanh chất đao này mới từ từ bình ổn lại, đao quang biến mất, thanh chất đao cũng tự quay trở lại trên chạm thần đài. Cổ Nhạc lao đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn dùng tuyệt học đế cấp của Phục Khi Thị để chấn áp linh tính của thanh chất đao, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chấn áp mà thôi. Đế uy của thanh chất đao này càng lúc càng mạnh, yêu dị thông linh. Nếu không thể chấn áp nó, sợ rằng đại quân thần ma tới từ lục đạo giới dưới trướng chính mình này cũng chạy không thoát khỏi uy năng của thanh chất đao này. Thật đúng là yêu ta, chính là bảo vật vì giết chóc mà sinh ra mà. Cổ Nhạc xoay người nhìn về phía Ưng Tôn Đế, không người tạ ơn nói, đa tạ đại đế đã từng chở. Ưng Tôn Đế mỉm cười, 10 vạn năm trước là người một nhà, cần gì phải cảm ơn. Trong lòng Cổ Nhạc đại chấn, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt Ưng Tôn Đế nghiêm nghị, lại dài tới đất hành lễ nói, Phong Liệt của Phong Thị Thiên Ất Bộ bái kiến đương đại tộc trưởng. Cổ Nhạc vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn, trong đầu anh động thất thanh nói, Thiên Ất Bộ trong Phục Hy thập bộ sao? Ngươi là Phục Hy của Thiên Ất Bộ ư? Sao ngươi lại... Ưng Tôn Đế đứng dậy không nhanh không chậm đáp, 8 vạn năm trước sau khi chiến bại, tộc trưởng Liên tiền nhiệm đã tụ tập tàn quân của thập bộ, miễn cưỡng cấu thành thập bộ. Về sau tộc trưởng ẩn cư tại thế ngoại chi địa, thập bộ chúng ta thì tán lạc ở bên ngoài, mỗi người chuyển thế vào trong các tộc thần ma ẩn núp xuống chờ đợi thời cơ. Trung ương thần vương nhiều đời giao hảo với Phục Khi Thị ta, vì vậy ta đã chuyển thế vào trong trung ương thị. Ta nhận được hắn chiếu cố rất nhiều mới có thể còn sống sót cho tới bây giờ được. Trung ương thần vương sao? Cổ Nhạc nhất thời giật mình. Trung ương thần vương có giao tình với Lôi Trạch Cổ Thần, giữ hai tộc vốn thường xuyên thông hôn. Trung ương thần vương đã hạ ý chỉ, ta có thể chuyển thế vào trung ương thị, nhưng quyết không thể làm tộc trưởng của trung ương thị được. Bởi vậy, vị trí tộc trưởng trung ương thị trước giờ đều là cường giả bồn tộc của trung ương thị lên làm. Khóe mắt của Ưng Tôn Đế nhảy lên, ngư khí ảo não nói, năm xưa thập bộ chúng ta chia nhau chuyển thế vào trong các tộc, đã có không ít huynh đệ tỉ muội bị phát giác ra bắt giữ xử tử. Hiện tại không biết nhóm Phục Khi năm xưa chuyển thế kia còn được mấy người còn sống đây. Phong Liệt tiền bối, còn có ta. Một đạo thanh âm vang lên, Ưng Tôn Đế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã độc mục cự nhân sải bước đi tới, dừng lại trước mặt của hắn, chính là giới đế của Đà Sơn lục đạo giới. Phục Khi thập bộ, Phong Thị hậu điểu bộ, Phong Chữ bái kiến tộc trưởng, bái kiến thủ lĩnh Phong Liệt. Gã độc mộc cự nhân kia lớn tiếng nói, tiền bối còn nhớ ta không? Năm xưa ta chỉ là một mao đầu tiểu tử, phụng mệnh lệnh của tộc trưởng cùng với các tiền bối tiến hành chuyển thế, ta vẫn còn sống. Còn ta nữa này. Lại có một lão bà tóc bạc như cước chống gậy đi tới, mắt già vẫn đục, run giọng nói, Phục Khi thập bộ, Phong Thị hợp hùng bộ, Phong Mạc Dung bái kiến tộc trưởng, bái kiến thủ lĩnh Phong Liệt. Lại có một gã thần nhân bốn cánh tay đi tới, thanh âm khàn khàn, Phục Khi thập bộ, Phong Thị thiên tể bộ, Phong Thủy bái kiến tộc trưởng, bái kiến các vị, ta vẫn còn sống, vẫn còn sống đấy. Phục Khi thập bộ, Phong Thị thiên dương bộ, Phong Khuyết bái kiến tộc trưởng, bái kiến thủ lĩnh Phong Liệt. Phục Khi thập bộ, Phong Thị thiên hoàng bộ, Phong Hải Tích bái kiến tộc trưởng, bái kiến thủ lĩnh Phong Liệt.
từng gã thần nhân đi tới, dừng lại trước mặt hai người, lần lượt hành lễ, thông báo lai lịch. Đám thần nhân này, ai nấy đều là một thành viên thuộc hạ, một đại tướng thống quân dưới trướng của Trung Nhạc. Toàn thân Đương Tuấn Đế đại chấn, ngơ ngác nhìn bọn họ, run giọng nói: Các ngươi đều là... Tất cả chúng ta đều là... Từng đạo thanh âm vang lên không dứt. Chúng ta vẫn còn sống. Cổ Nhạc mạnh mẽ gật đầu. Tất cả bọn họ đều là... Bọn họ nghe tin ta khởi sự tại hạ giới, liền lập tức chạy tới giúp ta. Ưng Tuấn Đế rơi lệ. Năm xưa, hắn chính là thủ lĩnh phụ trách công việc chuyển thế. Biết rõ thời điểm đó các tộc nhao nhao chuyển thế, đầu thai vào trong các tộc thần ma, đã dẫn tới kẻ địch chú ý. Không biết bao nhiêu tộc nhân đã chết trong đại thanh tẩy, nhưng hắn lại không ngờ Trung Nhạc đã tụ tập các tộc nhân tán lạc khắp nơi trong 3000 lục đạo giới lại, di chứng chính mình như vậy. Hiện tại, một lần nữa gặp lại những tộc nhân quen thuộc, thế nhưng có khuôn mặt xa lạ này, hắn cũng không khỏi nước mắt già nua chảy dài. Các người vẫn còn sống là được rồi, còn sống là được rồi. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, đột nhiên lại trở nên ảm đạm, ảo não nói: Bật quá, chúng ta đã không còn là Phục Khí nữa rồi. Ngữ khí Cổ Nhạc nghiêm nghị nói: Chư quân vì chủng tộc mà chiến đấu, vì chủng tộc mà chịu khuất nhục 8 vạn năm, vì chủng tộc mà hết lòng hết sức, không tiếc bỏ qua thân phận mai danh ẩn tích như vậy, lưu lại lực lượng cuối cùng cho tộc ta. Bất luận huyết thống đều là Phục Khí. Chư quân... Hắn lộ ra nụ cười: Hoan nghênh các vị trở về. Ưng Tuấn Đế đột nhiên quỳ một chân xuống về phía Cổ Nhạc, cất cao giọng nói: Tộc trưởng, Phong Thị Thập Bộ, Thiên Khung, Thiên Tề, Thiên Ất Thập Hùng, Thiên Dương, Thiên Âm Hậu Điếu, Hậu Sung, Lôi Vũ Thiên Hoàng đã trở về chủng tộc, khẩn cầu tộc trưởng cho phép chúng ta trở về tông tộc. Dầm! Một đám lão giả, lão bà Phục Khí thần tộc chuyển thế, nhao nhao quỳ một chân xuống, cất cao giọng nói: Khẩn cầu tộc trưởng cho phép chúng ta trở về tông tộc. Cổ Nhạc vội vàng nhất nhất nâng bọn họ lên. Năm xưa Phong Thường Dương khẩn cầu bọn họ chuyển thế vào trong ngoại tộc để bảo tồn lực lượng. Hiện tại bọn họ vẫn đã đáp ứng lời kêu gọi của linh hồn, đáp lời triệu hoán của huyết mạch tổ tông mà quay trở về. Mau, mau đứng lên đi, mau đứng lên đi. Các ngươi đều là tộc nhân của ta, đều là anh kiệt của Phục Khí thần tộc ta cả. Cổ Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn từng vị Phục Khí chuyển thế, đã lộ rõ sự già nua này, tâm thần kích động. Chuyện tình liên quan tới chiến trận trong tương lai của Phục Khí thị ta, không cho phép có bất luận thất bại nào cả, quyết không thể lại bại thêm một lần nữa. Lúc này, trong tổ đình, Trung Nhạc yên lặng nhìn tộc nhân đang lúc phát triển, trong lòng có chút cảm khái lẩm bẩm: 10 vạn năm qua, chúng ta đã thất bại vô số lần, thế nhưng lần này quyết không thể lại thất bại. Lại bại nữa sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Ta phải nhanh một chút thành đế, ta nhất định phải nhanh chóng tu luyện tới đế cảnh. Thiên, ta cần ngươi giúp ta đi đối phó với Hắc Đế 10 vạn năm trước. Ầm ầm. Hắn tế khởi từng kiện bảo vật thiên đạo, 30 kiện bảo vật thiên đạo kết hợp lại với nhau, cũng không lâu lắm đã hình thành nên một vũ trụ thiên đạo cỡ nhỏ. Trung Nhạc đứng trước vũ trụ thiên đạo cỡ nhỏ này, yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, trong vũ trụ thiên đạo kia chợt có một con mắt hẹp dài từ từ mở ra, cảnh giác lướt nhìn bốn phía một cái. Một đạo thanh âm không có bất kỳ cảm tình gì vang lên: Phục Khí thế, ngươi gọi ta là có chuyện gì? Thiên, đã tới lúc ngươi thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh nói: Ta cần ngươi theo ta trở về 10 vạn năm trước đối phó với Hắc Đế. Ta chuẩn bị mở ra tầng phong ấn huyết mạch cuối cùng rồi. Con mắt trên không trung kia dần dần thu nhỏ lại, nhưng một khuôn mặt càng to lớn hơn chậm rãi xuất hiện. Lôi vân lăn lộn tới lui trên khuôn mặt kia, lộ ra nội tâm không chút bình tĩnh, thất thanh nói: Người có biết sau khi đối mặt với Hắc Đế sẽ liền đối mặt với tôn đạo thần kia hay không? Hai tầng kiếp số này chính là trọng điệp với nhau. Người hiện tại căn bản không có thực lực kia. Ta biết rõ, nhưng ta có thực lực đó. Trung Nhạc trầm giọng nói: Cộng thêm lôi trạch của thần, thần hậu nương nương, Cản Đô thần vương, còn có Táng Linh thần vương, Mẫu Hoàng đại đế nữa kìa. Khuôn mặt trên bầu trời có chút chần chừ, Trung Nhạc cười lại một tiếng nói: Thiên, ngươi muốn nuốt lời hay sao? Không dám. Khuôn mặt trên bầu trời thở dài một tiếng nói: Ngươi gọi bọn họ tới đây, ta đi với ngươi là được. Mà lúc này, trong thần đế cung, Mục Tiên Thiên đang làm khách ở nơi này, trong lòng thoáng có chút khó chịu. Tiên Thiên thần đế chính là đang ngồi trên chủ vị
mà nàng thì ngồi ở bên dưới. Về mặt địa vị thì thấp hơn tiên thiên thần đế một chút. Rất nhanh Mục Tiên Thiên đã ném lại cảm giác khó chịu này ra khỏi đầu, ngữ khí nghiêm nghị nói: "Đạo huynh." Tiên thiên thần đế nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: "Gọi ta là sư thúc đi, không được làm loạn mũi phấn." Mục Tiên Thiên mỉm cười lên tiếng: "Chấm là thiên đế, mũi phận chúng ta..." "Ngươi là thiên tử." Tiên thiên thần đế nhắc nhở nàng, mỉm cười nói: "Ngươi ở trong thiên đình đã tuyên cáo thiên hạ, nói cho chúng sinh thiên hạ biết ngươi là thiên tử. Thiên chỉ là một tiểu nhi mà thôi. Ngươi đã cam nguyện tự nhận chính mình là thiên tử, vậy chính là thuộc bối phận đồ tôn của ta. Bất quá nể mặt mũi của hắc đế, ta cho phép ngươi gọi ta là sư thúc kìa. Muốn ngang hàng tương xứng với ta, vậy thì phải là một thiên đế chân chính kìa." Mục Tiên Thiên dằn xuống cơn giận, ở trong lòng nói: "Sư thúc, mục đích lần này tiểu chất tới đây, sư thúc hẳn là biết được rồi, không biết ý của sư thúc như thế nào?" "Từ xưa tới nay, thần ma đều bất lưỡng lập. Ta từ lâu đã có lòng muốn trừ đi ma đế rồi. Bất quá chuyện tình thật quỷ quái, cứ mỗi lần ta có cơ hội trừ hắn đi, đều để cho hắn chạy thoát được. Lần này ngươi tới đây, chẳng qua là muốn ôm chân một người, trừ đi một người mà thôi." Tiên thiên thần đế lạnh nhạt nói: "Ý nghĩ của ngươi rất tốt. Ôm chân ta trừ đi ma đế, ta liên thủ với ngươi, quả thật là có thể trừ đi ma đế. Thế nhưng mục đích chân chính của ngươi cũng không phải là ở cái này, mà ngươi là muốn mượn lực lượng của ta đánh trọng thương ma đế, sau đó đánh ta trọng thương. Ngươi sẽ hàng phục chúng ta, làm đạo long văn điều giải thần ma này. Tiên thiên nữ hiển chất à, lá gan của ngươi không khỏi quá lớn một chút rồi." Sắc mặt của Mục Tiên Thiên bất biến, cười tủm tỉm nói: "Vãn bối xuất thân từ vũ trụ của lão, cùng với ma đế và thần đế đều là người một nhà, xưa nay vẫn luôn kính ngưỡng hai vị tiền bối. Hiện tại hai vị tiền bối bị quản chế bởi phục khí, lại có thiên khưởng trưởng khống tà đế. Đợi tới lúc tà đế phục sinh, đó chính là thời điểm hai vị sư thúc gặp rủi ro. Thay vì ngồi yên chờ chết như vậy, không bằng liên thủ với vãn bối. Nói không chừng sư thúc còn có cơ hội trừ đi ma đế, nhất cử trở thành đạo thần thì sao?" "Đạo thần sao?" Tiên thiên thần đế nhất thời trầm ngâm. Lời nói của Mục Tiên Thiên quả thật đã đả động đến hắn. Đạo thần là một cảnh giới siêu nhiên, hắn vốn vẫn luôn bị nhốt ở đế cảnh, vô lực tiến thêm được một bước. Mấy năm gần đây, hắn nhìn thấy đám người hậu thổ, lôi trạch nhao nhao tu thành đạo thần. Nói không đỏ mắt chính là nói dối, hắn phi thường đỏ mắt. Năm xưa, hắn là tồn tại có thể ngang vai ngang vế với đám thần vương cổ lão, bọn lôi trạch hậu thổ, thậm chí tại thời điểm nào đó còn vượt qua bọn họ một bậc. Nhưng hậu thổ và lôi trạch cũng đã trước sau trở thành đạo thần, chỉ có hắn là còn bị vây ở đế cảnh. Hắn quả thật rất muốn trở thành đạo thần, cũng biết chính mình cuối cùng là còn khuyết điểm gì. Hắn ngoại trừ không đủ khai sáng ra, chính là do ma đạo trở ngại. Nếu trên thế gian này không còn ma đạo nữa, vậy hắn thành tựu đạo thần quả thật chính là nước chảy thành sông. Bất quá hắn cũng vô cùng rõ ràng mục đích chân chính của Mục Tiên Thiên, khiến cho hắn không thể không thận trọng. Mục Tiên Thiên cười tủm tỉm nói: "Sư thúc à, người chính là thủy tổ của thần đạo, một trong những tồn tại của lão nhất kìa. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi đấu không lại với ta một đứa văn bối này hay sao? Chẳng lẽ sư thúc không dám đánh cuộc một trận hay sao?" Tiên thiên thần đế cười ha hả, thanh âm hùng hậu nói: "Được, vậy ta liền đánh cuộc một trận với ngươi. Bất quá để chứng minh thành nghĩa của ngươi, ta muốn ngươi trước làm thiếp của ta đi." Hắn tinh tế quan sát Mục Tiên Thiên, mỉm cười nói: "Trung sân thế đã bắt cóc ái phi của ta, còn giết chết ái phi của ta. Bất quá nhan sắc của tiên thiên nữ hiển chất cũng không tệ. Chỉ cần ngươi chịu làm thiếp của ta, ta sẽ giúp ngươi trở đi ma đế. Chỉ cần ta và ngươi trở thành người một nhà, vũ trụ của lão này chính là vật trong tay của ta rồi, cũng là của ngươi. Ngươi không phải là muốn vũ trụ của lão hay sao? Hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu một cái, sẽ dễ như trở bàn tay." Sắc mặt Mục Tiên Thiên khẽ biến, một lúc sau mới gật đầu một cái, ngữ khí xấu hổ nói: "Thiếp thân nguyện ý." Tiên thiên thần đế cười ha hả: "Ta xưa nay thề thiếp vô số, nhưng vẫn chưa từng có thề thiếp là thiên đế bao giờ. Chất nữ, hoa đẹp, trăng đẹp, phong cảnh đẹp, chớ có phụ mỹ cảnh đêm nay." Trong tầm cung, tiên thiên thần đế giặt rào đắc ý, ngồi dựa người trên vân sập, nhìn về phía Mục Tiên Thiên trước giường, mỉm cười nói: "Nữ hiển chất à, trong cung đình không thể tiêu khiển, ta vẫn chưa từng để cho một vị nữ thiên đế thị tẩm qua. Chất nữ trước khẽ nhảy một điệu múa trợ hứng đi."
Mục Tiên Thiên cúi đầu xấu hổ, cười bồi nói: "Sư thúc, người muốn ngủ với chất nữ không khỏi có chút vi phạm luân thường. Hơn nữa cái gọi là ca vũ tự nhiên là vừa múa vừa hát rồi, hiện tại không có thanh nhạc trợ hứng, chỉ có một mình chất nữ nhảy múa không khỏi có chút mất hứng rồi." Tiên Thiên Thần Đế cười ha hả, vỗ tay một cái, một đám thần nữ tiến vào tầm cung. Có nàng ôm tỳ bà trước ngực, có nàng tay cầm đàn tranh, có nàng tay cầm trống nhỏ, còn có nàng cầm một cái chuông bạc, cũng có nàng tay cầm sáo ngọc trừng tiêu, đầy đủ cả mọi thứ. "Đây là các tiểu thiếp của ta, đều giỏi về thanh nhạc ca vũ, lại còn am hiểu tà âm, người cứ việc nhảy múa theo âm luật là được." Tiên Thiên Thần Đế vừa dứt lời, đám thần nữ kia đã bắt đầu đàn hát thổi sáo. Quả nhiên trong tiếng nhạc còn ẩn chứa tà âm, âm luật nhẹ nhàng hoạt bát, rất có ý vị khiêu khích ở trong đó. Thậm chí trong âm luật còn có thanh âm nam nữ giao hoan vô cùng kiểu diễm. Mục Tiên Thiên dựa theo âm luật nhảy múa, tư thế duyên dáng thướt tha, thể hiện tư thái và thần thái của nữ nhi, cùng với những địa phương mê người vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lòng Tiên Thiên Thần Đế cực kỳ vui vẻ, cười hăng hắc nói: "Không ngờ thiên đế nhảy múa cũng có thể khiêu khích như vậy, thật là thỏa mãn một đời mà." Hai ống tay áo Mục Tiên Thiên tung bay, bước chân xảo diệu, cười khanh khách nói: "Sư thúc, chất nữ nhảy một mình không bằng nhảy đôi đi, sao không lại tìm một người nữa làm bạn vậy?" Tâm thần Tiên Thiên Thần Đế sảng khoái giật rào, mỉm cười nói: "Đôi bạn nhảy múa sao? Thật không hổ là thiên đế, quả như là biết cách hưởng thụ. Linh Tú đâu? Người tới nhảy cùng nàng đi." Một nàng thần nữ nhận lệnh, dự định tiến lên làm bạn nhảy, nhưng Mục Tiên Thiên đã kể duyên nói: "Không cần thiếp thất của sư thúc làm bạn nhảy, mời sư thúc xem." Dáng người nàng xoay chuyển thướt tha, sau đầu đột nhiên mọc ra thêm một khuôn mặt, lại mọc ra thêm hai cánh tay, mọc ra thêm một cỗ thân thể khác nữa. Hai cỗ thân thể tương liên với nhau, biến thành một gã thần ma quái dị, bốn chân, bốn cánh tay, hai khuôn mặt. Bốn chân gã thần ma này không ngừng nhảy múa, xoay chuyển luân phiên, tư thái vô cùng yêu tà quỷ dị. Tiên Thiên Thần Đế nhìn thấy Mục Tiên Thiên hiện ra bán nam bán nữ, vừa quỷ dị lại vừa tà ác, khiến cho người khác hưng phấn không thôi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại vừa hưng phấn, mỉm cười nói: "Hiển chất và nữ hiển chất song thân cùng múa, quả thật là kỳ lạ. Nữ hiển chất có tới ba thân, hiện tại đã xuất hiện hai thân rồi, vậy thân thứ ba ở đâu? Nếu đã nhìn rồi, tự nhiên là phải nhìn một chút trạng thái toàn thể của nữ hiển chất mới tận hứng được." Mục Tiên Thiên cười khanh khách nói: "Nếu sư thúc đã muốn nhìn, vậy Tiên Thiên cũng chỉ có thể khoe khoang rồi." Bảy đạo quang luân sau đầu của nàng chuyển động, Tiên Thiên Thần Đế đang định tinh tế quan sát, đột nhiên một cỗ ma khí cuồn cuộn tuôn ra, một đạo hắc ảnh từ trong quang luân sau đầu Mục Tiên Thiên bay ra, xông thẳng về phía Tiên Thiên Thần Đế. Hắn cách Mục Tiên Thiên quá gần, ở khoảng cách này cơ hồ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng Tiên Thiên Thần Đế dù sao cũng là thủy tổ của thần đạo, thần uy trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Nào ngờ bàn tay vừa mới nâng lên đã bị đại thủ của bóng đen kia đánh lên bàn tay của hắn, mạnh mẽ đẩy một cái. Lưng bàn tay của Tiên Thiên Thần Đế bị đẩy áp sát lên trên lồng ngực của chính mình, bàn tay còn lại vẫn chưa kịp nâng lên đã bị chụp lấy. Một đạo hắc quang từ sau lưng bóng đen kia nhanh chóng như thiểm điện bắn ra, xuyên thấu mi tâm của hắn. Thân thể Tiên Thiên Thần Đế bị đạo hắc quang kia kéo bay lên, xẹt qua đỉnh đầu bóng đen kia, ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất tẩm cung, vừa vặn rơi xuống trước mặt của Mục Tiên Thiên. Tại thời điểm hắn vẫn chưa kịp bị đập xuống mặt đất, toàn thân Mục Tiên Thiên đã không ngừng xoay tròn, bốn cánh tay tung bay, bước chân chấn động, vô số trường ấn điên cuồng ấn lên trên người của Tiên Thiên Thần Đế. Trong cơ thể Tiên Thiên Thần Đế truyền ra thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, từng khúc xương cốt cơ hồ vỡ nát toàn bộ, bị nàng mạnh mẽ đánh nát. Bóng đen kia xoay người nhấc chân, giẫm một cước lên trên lồng ngực của Tiên Thiên Thần Đế. Bàn chân hắn vừa rơi xuống, sóng xung kích bạo liệt trùng kích, khiến cho toàn bộ đám thần nữ trong tầm cung đều bay lên không trung, va chạm mạnh lên trên vách tường, bành bành mà nổ tung. Toàn tầm cung chấn động kịch liệt, một trận tiếp theo sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ, sau đấy bị chấn thành bột mịn, bốc hơi biến mất. Bốn phía tầm cung, từng tòa thần cung thần điện, khoáng đạt nguy nga của thần đế cung, giống như bị cuồng phong thổi quét, từng tòa sụp đổ tan tành. Cho dù là đám nhật nguyệt tinh thần vần quanh thần đế cung kia, cũng bị dư ma thần thông của bóng đen thổi quét, chấn phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí có thái dương và tinh cầu khoảng cách rất xa cũng đã bị đánh vỡ, chỉ còn lại có nửa khỏa. Thần đế đạo hữu, ngươi quả thật là rất có tiền đồ, thật không ngờ là còn muốn ngủ với chất nữ nữa sao? Bóng đen kia đạp chân lên ngực của Tiên Thiên Thần Đế, năm cái lợi chảo trên bàn chân vươn ra, đâm vào trong lồng ngực của thần đế, gắt gao chụp lấy hắn, châm chọc nói:
Nữ hiền chất ta nói không sai chứ. Tiên thiên thần đế cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào. Nhược điểm duy nhất chính là háo sắc kìa. Cái nhược điểm này cực kỳ chí mạng. Hắn biết rõ Ngọc Ôn Hương là thiên giao thân của thiên, nhưng vẫn như cũ say mê sắc đẹp của Ngọc Ôn Hương. Bóng đen này chính là tiên thiên ma đế, lúc này đã dẫm lão đối đầu ở dưới chân, tâm thần không khỏi thư sướng, mỉm cười nói: Thiên, gả Ngọc Ôn Hương cho hắn, mê hoặc hắn 10 vạn năm. Nhưng cái tên này vẫn như cũ không đỡ giết Ngọc Ôn Hương. Kết quả vẫn là vì Phục Kỳ hạ thủ thay cho hắn. Lẩm cẩm như vậy thật là buồn cười. Tiên thiên thần đế phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt âm tình bất định. Mục tiên thiên, ta có một chuyện không hiểu. Ngươi làm cách nào giấu giếm được cảm giác của ta, để cho cái tên này xâm nhập tới bên cạnh ta vậy? Thần ma bất lưỡng lập, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế là tiên thiên thần ma đối ứng mà sinh ra, càng là thủy tổ của thần đạo và ma đạo. Giữa bọn họ có sự cảm ứng kỳ diệu, biết rõ như lòng bàn tay đối với nhất cử nhất động của đối phương. Có đôi khi thậm chí trong lòng hiểu rõ, biết rõ ý nghĩ của nhau. Tiên thiên ma đế căn bản không có khả năng giấu giếm được cảm nhận của tiên thiên thần đế, càng không thể nào dưới tình huống giấu giếm hắn mà tiếp cận thần đế cung được. Cho dù mục tiên thiên là tồn tại đế cấp, cho dù nàng đã mở ra bí cảnh thứ 7, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm tiên thiên thần đế để cho ma đế tiếp cận hắn gần như vậy được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên thiên thần đế lại yên tâm, không chút đề phòng đối với mục tiên thiên như vậy. Với thực lực của mục tiên thiên căn bản là không có khả năng là đối thủ của hắn, mà tiên thiên ma đế không có khả năng tiếp cận, cho nên hắn đã không đề phòng, mới bị tiên thiên ma đế và mục tiên thiên đánh lén đắc thủ như vậy. Bởi vì... Tiên thiên ma đế cười ha hả, lộ ra thần sắc trào phúng, nhàn nhạt nói: Bởi vì táng đế, người đi ra đi. Táng đế từ sau lưng hắn đi ra, không người thi lễ với tiên thiên thần đế, rồi cười híp mắt nói: Bái kiến thần đế bệ hạ. Sắc mặt tiên thiên thần đế đại biến, thanh âm ngừng trệ: Nhất niệm vạn giới sinh sao? Táng đế để cho ngươi trốn trong thần thông của vị tồn tại kia sao? Tiên thiên ma đế vô cùng khoái ý, cười hăng hắc nói: Ngươi không ngờ được ư? Ngươi chẩm mê bởi nơi sắc, ta lại không có. Ta vì để trừ đi ngươi đã sớm chuẩn bị rất nhiều. Tại một khắc gặp được táng đế tiểu hữu trở đi, ta đã liên lạc với hắn và vị tồn tại kia rồi. Cũng kể từ đấy trở đi, ta đã bắt đầu lập kế hoạch trừ đi ngươi rồi. Nhất niệm vạn giới sinh của vị tồn tại kia vừa vặn có thể che đậy cảm ứng giữa ngươi và ta. Ta trốn trong thế giới của vị tồn tại kia, ngươi sẽ không thể cảm ứng được. Bất quá ta còn cần một cơ hội tiếp cận ngươi. Thời điểm này, tiên thiên nữ hiển chất đã tới tìm ta kìa. Hắn nhìn về phía mục tiên thiên, cười híp mắt nói: Ta đã thương lượng rất lâu với chất nữ, nói cho nàng biết nhược điểm này của ngươi. Vì vậy chúng ta đã cấu kết với nhau đánh lén ngươi kìa. Tiên thiên thần đế cũng nhìn về phía mục tiên thiên, lạnh lùng nói: Chật nữ tốt, sao ngươi cam nguyện liên thủ với ma đế mà không nguyện ý liên thủ với ta vậy? Mục tiên thiên lạnh nhạt nói: Bởi vì ma đế sư thúc cũng không có hao sắc. Nàng khẽ mỉm cười: Bình sinh chấm xem thường nhất chính là đế hậu đương nương, vì đế vị mà không từ bất cứ thủ đoạn gì, ngủ với người này, ngủ với người kia, kết quả vẫn là phải chết trong tay của chấm kìa. Chấm đã khinh bỉ nàng, sao có thể trở thành một đế hậu đương đương thứ hai được? Mà đế sư thúc dễ nói chuyện hơn, cũng không có nhược điểm có khả năng lợi dụng. Ta tự nhiên là lựa chọn liên thủ với hắn rồi. Trừ đi thần đế sư thúc có nhược điểm, sư thúc hiện tại ngươi có thể lên đường được rồi. Khoan! Tiên thiên thần đế gấp gáp nói: Các người liên thủ với vị tồn tại kia tính toán ta, ta bại tâm phục khẩu phục. Bất quá ta còn muốn biết một chuyện. Mục tiên thiên, ngươi có thể đạt được cái gì sau khi các ngươi diệt trừ ta? Ngươi có thể trở thành chúa tể của vũ trụ cổ lão hay sao? Ngươi đừng quên, vẫn còn có ma đế ở đây. Mục tiên thiên cười khanh khách nói: Sư thúc cả sư thúc, tới lúc này ngươi vẫn còn muốn gây xích mích quan hệ giữa ta và ma đế sư thúc nữa sao? Sau khi ma đế sư thúc trừ đi ngươi, ma đạo sẽ nhất thống vũ trụ cổ lão. Hắn chính là đạo thần, hắn trở thành đạo thần cao cao tại thượng. Chậm giúp hắn xử lý vũ trụ cổ lão, làm việc cho hắn, sao có thể lại có nhị tâm đối với ma đế sư thúc được? Chậm dám có nhị tâm hay sao? Tiên thiên ma đế cười ha hả, có chút tự đắc. Tiên thiên thần đế lạnh lùng lên tiếng: Mục tiên thiên, ta biết rõ người ra tâm bừng bừng, người cam tâm tình nguyện ngồi dưới tên khốn kiếp này hay sao? Mục tiên thiên khẽ mỉm cười: Sư thúc, người nên lên đường đi thôi.
Ma đế sư thúc, kính xin động thủ. Tiên thiên ma đế phất cái đuôi một cái, quân lấy cổ tiên thiên thần đế giơ lên cao, vươn tay chọc vào lồng ngực của hắn, cười lạnh một tiếng nói: Thần đế đạo hữu, người vẫn luôn tự xưng là túc trí đa mưu, không ngờ lần này lại bị ta ám toán. Chúng ta đã tranh đấu với nhau mấy trăm ức năm rồi, không ngờ kẻ cười tới cuối cùng lại là ta. Một tay hắn cầm lấy trái tim của tiên thiên thần đế, bàn tay còn lại thì xúc lên sọ não của tiên thiên thần đế, đang định uống não tương thôn phệ tiên thiên thần đế. Trong lòng đột nhiên chợt có cảnh giác, nhưng đã không kịp. Ống tay áo mục tiên thiên không ngừng tung bay, liên tục lên hộ tâm của hắn. Nhưng đây cũng không phải là chí mạng nhất. Chí mạng nhất vẫn là công kích của vị đại đế thượng cổ từ trong bối cảnh nguyên thần của mục tiên thiên bay ra kia. Khí tức của lão giả kia vô cùng cuồng bạo, không đua kém thần vương thái cổ chút nào. Một tay của hắn nắm lấy cái đuôi của tiên thiên ma đế, bàn tay còn lại hung hăng oanh kích lên sau gáy của hắn. Hai quả đồng tử của tiên thiên ma đế bị đánh cho bay ra khỏi trong mắt, hai dòng máu tươi từ trong tròng mắt trống rỗng văng bắn ra. Cùng lúc đấy, tiên thiên thần đế nhếch miệng cười ha ha, đột nhiên gắt gao ôm lấy tiên thiên ma đế, ngữ khí châm chọc nói: Nếu ta phải chết cũng sẽ lôi theo ngươi lên đường cùng ta. Tiên thiên ma đế vừa mới bị hắn gắt gao ôm lấy, kích thứ hai của vị đại đế lão niên kia đã xuyên thấu lồng ngực của ma đế, cái đuôi cũng bị mạnh mẽ bứt đứt. Tiên thiên ma đế và thần đế đồng thời bị đánh bay, ầm ầm rơi xuống đất. Hai tôn thần vương thái cổ nằm dài trên mặt đất cũng đều không thể đứng dậy được. Tiên thiên ma đế há miệng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, nhìn lão giả đứng sừng sững trước mặt mục tiên thiên kia, ngữ khí khàn khàn: Ngươi là Thao Quang, bái kiến hai vị thần vương. Áo bào của lão giả kia tung bay phần phật, khí diễm ngập trời, ngữ khí đạm bạc nói. Tiên thiên ma đế lại phun ra một ngụm ma huyết, cười hăng hắc nói: Thao Quang ư? Hóa ra là Thao Quang thiên sinh, một trong chư đế cường đại nhất năm xưa. Tiền thiên nữ hiển chất, ngươi thật ra đã nhận được y bát của sư tôn ngươi, học được công phu phản bội vô cùng nhuần nhuyễn, ta vô cùng bội phục. Bất quá ngươi làm sao ẩn giấu Thao Quang thiên sinh trong bí cảnh nguyên thần của ngươi, không bị ta phát giác được? Ta cũng ở trong nguyên thần bí cảnh của ngươi, sớm đã tìm tòi cả trăm ngàn lượt. Nếu hắn cũng ẩn nấp ở trong đấy, tất nhiên là không thể gạt được ta rồi. Đột nhiên Tăng Đế chợt đi tới bên cạnh Mục Tiên Thiên, khẽ thở dài một tiếng, cười híp mắt nói: Vẫn là vì ta, là ta đã giấu Thao Quang thiên sinh vào trong nhất niệm vạn giới sinh, để cho hắn tránh khỏi sự dò xét của Ma Đế bệ hạ. Ma Đế bệ hạ hẳn hiểu được đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau chứ. Sắc mặt của Tiên Thiên Ma Đế đại biến, nhìn về phía Mục Tiên Thiên lạnh lùng nói: Người đã liên thủ với vị tồn tại kia, ngươi lại dám phản bội sư tôn ngươi sao? Đúng rồi, đây là quy củ nhất mạch tương thừa của sư môn này các ngươi. Thật không hổ là... Chấm có phải nhất mạch tương thừa hay không, không cần hai vị sư thúc tới đánh giá đâu. Mục Tiên Thiên ngồi xuống trên ghế của Tiên Thiên Thần Đế, giơ tay lên cắt ngang lời nói của hắn, sắc mặt bình thản nói: Hai vị sư thúc, các ngươi đã rơi vào trong tay của ta rồi, là muốn chết hay muốn sống đây? Xử từ các ngươi còn có thể từ trong thánh địa của chính mình trọng sinh trở lại. Bất quá, sẽ phải đợi thêm 300 năm nữa kìa. Hơn nữa, nói không chừng, thiên sẽ có thể nhân cơ hội tìm được xào huyệt các ngươi, hàng phục các ngươi. Muốn sống, thần phục với ta. Chấm sắp sửa thống trị vũ trụ cổ lão, cần các ngươi giúp ta săn bằng hết thảy quân địch. Không cam lòng. Tiên thiên thần đế dãy dụa đứng dậy, cười hăng hắc nói: Bị tiểu chất nữ đùa bỡn tới tình trạng như hiện tại, ta vẫn là không cam tâm. Sao, các ngươi còn muốn phản kháng sao? Cặp mày của Mục Tiên Thiên khẽ nhướng lên, vươn tay cầm Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế lên, nhàn nhạt nói: Vậy hai vị sư thúc sẽ có thể kiến thức một chút xem, thần vương do thánh địa tiên thiên huyền tấn sinh ra rốt cuộc là có uy năng gì. Sắc mặt Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế đại biến, nhất thời cảm giác được tinh khí và đại đạo trong cơ thể chính mình dục dịch xuất động, bị Mục Tiên Thiên điên cuồng mà hấp thu. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 326 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.